Xin chào mọi người, khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái con laptop Lenovo ThinkPad T490. Mẫu máy được sản xuất năm 2020 nha mọi người. Mà cái con này phải nói là đẹp, quá đẹp luôn, ở bên trong phải gọi là xuất sắc mọi người. Chưa bao giờ mình view cái con máy nào mà ở bên trong nó đẹp như cái con này luôn á. Thực sự nó rất là đẹp mọi người, nhìn mê thiệt sự, quá đẹp. LED phím rồi đàng hoàng, phím rất là êm mềm zin xịn, mà phím nó mới cực kỳ luôn, cả cái phần ở bên ngoài này nữa mọi người, cái phần đó mới mới quá mới luôn á mọi người. ThinkPad đẹp, quá đẹp, không tì vết. i5V Pro Gen 8, đây là cái dòng mà cực kỳ chất lượng T490 nha mọi người. Nó là màn hình Full HD 1920x1080 chống chói cực kỳ tốt. Đặc biệt ở chỗ cái bản Full cho nên nó là có cảm ứng mọi người, cảm ứng cực kỳ mượt mà luôn, bởi màn hình nó đẹp ha, và cái cấu hình cũng rất là mắc luôn. T490 nè ha, ở bên trong này là nguyên một cái dãy này là không thể nào che được, và riêng máy là hoạt động hoàn hảo hết, tất cả mọi thứ không có lỗi lầm gì hết. i5 8365 ha, i5 Gen 8, RAM 16GB nha mọi người. Khỏi phải nâng cấp nữa, và bản này là SSD 512 luôn. RAM 16 SSD 512 là thoải mái rồi. Mình xài văn phòng mà xài cấu hình này thì quá vô tư. i5 Gen 8, Gen 8 là 8 CPU và vô cùng thoải mái mọi người, mà RAM như vậy nữa là xài thoải mái, quá thoải mái luôn. Ngay cả sinh viên hay là đặc biệt là sinh viên rồi vậy, nếu mình không học đồ họa rồi mình xài mấy con này cũng rất là thoải mái nha. Mà đẹp quá, đẹp thật sự, đẹp mê luôn. Mình có chiếc series máy nè, được sản xuất năm 2020 nha mọi người, T490. T490 này, cái con này là màn hình cảm ứng này, mình có đúng một con thôi, một con này đây. Có đúng một con mà quá đẹp. A mã 306, pin thì trên 3 giờ mọi người, cái này 3-4 giờ vô tư. Mình quay cho mọi người xem cái sạc này, sạc Type-C nha, ngõ kết nối cũng Type-C, USB HDMI. Type-C này là Thunderbolt đó mọi người. Rồi thẻ nhớ, tai nghe. Bên này thì có ngõ mạng LAN nè, rồi đây ngõ USB nữa, cái này nữa. Máy là khá là sạch sẽ ở bên ngoài. Bên ngoài mọi người phủ cái lớp nhung chống trơn trượt mà kim tuyến lấp lánh luôn. Nhìn trực diện thì quá là đẹp, nhìn nghiêng thì sẽ thấy những cái vết gọi là cái vết mà hơi đã qua sử dụng rồi, thì vết hơi mòn nhẹ. Nhưng mà nó cũng như vậy là mình thấy cũng tương đối đẹp rồi. Trên dòng ThinkPad ít có con nào mà nó còn đẹp như vậy lắm. Đúng một cái nhược điểm thôi là nó bị cấn một tí chỗ này, cấn một tí chỗ này nha mọi người. Nhưng mà cũng may là trên nền đen cũng không ảnh hưởng nhiều. Đây cấn một xíu chỗ này thôi. Đó, rất là nhỏ, thực sự nó cũng khó ảnh hưởng gì hết. Đó, vậy thôi, còn lại là ok hết toàn bộ. Ở đằng sau nè mọi người nè, đó, máy quá mới đi. Thực sự ít có con nào mà nó còn đẹp như vậy. Mỗi cái nhược điểm là có móp chút xíu ở chỗ này, cấn một tí thôi, chứ còn lại là như vậy là tương đối rồi. Ít bao giờ mà gặp cái con máy nào mà dòng T mà nó đẹp như vậy lắm. Tí chỗ này có chạy chút xíu chỗ này ha mọi người. Nói chung là vỏ ở bên ngoài thì phải có đã qua sử dụng rồi, nhưng mà mình thấy cũng tương đối, như vậy là tương đối đẹp rồi. Máy hoạt động hoàn hảo, kèm sạc Type-C zin, và mình báo giá mọi người là 6 triệu 9 cho cái con này ha. Ai chốt thì inbox mình. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình. Nhà mình thì luôn luôn bao zin 100%, không hề sửa chữa, nên mọi người yên tâm về chất lượng. Vừa có cảm ứng, vừa LED phím, vừa gọi là full option của cái dòng này, mà máy đẹp như thế này nữa, làm văn phòng là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình nha.